Sau khi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam có chất lượng đất hiếm thứ hai toàn cầu là nguyên liệu quan trọng để phát triển ngành bán dẫn, thì hôm nay trong phiên chất vấn, đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi về việc Việt Nam có cơ hội trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu hay không. Các đại biểu cũng bày tỏ những băn khoăn về các điểm nghẽn đang cản trở cơ hội thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn như là thiếu nhân lực, thiếu điện, v.v. Sau đây là ghi nhận từ câu chuyện thực tế đến cuộc chất vấn tại nghị trường sáng nay. Đà Nẵng được đánh giá là nhiều tiềm năng, trở thành trung tâm thiết kế vi mạch bán dẫn của cả nước. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao hiện vẫn là điểm nghẽn để thành phố hiện thực hóa tiềm năng này. Chúng tôi nhận thấy đây là một cái cơ hội, tuy nhiên đây là một cái ngành không phải là đào tạo ảo ảo được. Thứ nhất là chất lượng sinh viên, thứ hai là đầu tư phòng lab, thứ ba là đầu ngũ giảng viên. Cùng trăn trở về các điểm nghẽn này, đại biểu nêu câu hỏi có cơ hội nào trong ngành bán dẫn cho Việt Nam hay không, trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang có sự phát triển vượt bậc trong ngành này. Việt Nam cần có những giải pháp gì để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn? Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế để tham gia vào ngành bán dẫn. Kinh tế số phát triển nhanh, người Việt Nam có nhiều năng lực nổi trội, lực lượng lao động ở nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Không được quan tâm đào tạo ngay, đào tạo lại những cái kỹ sư, những người đào tạo ở trong các trường đại học chúng ta mà đã cung cấp đầy đủ các cái kiến thức nền tảng mà có thể tiếp cận ngay để tham gia vào trong cái chuỗi này. Chúng ta có một lợi thế là cái lực lượng chúng ta lao động ở nước ngoài rất là đông, và cái người Việt Nam ở nước ngoài thì hiện nay tham gia và có cái năng lực tham gia vào lĩnh vực này, thì chúng ta bằng những cái cơ chính sách để huy động cái sự tham gia của các cái lực lượng nhà khoa học ở nước ngoài để đầu tư. Cơ chế nào để khuyến khích, để tạo ra những cái động lực, để tạo ra những cái nguồn lực, khơi dậy những cái nguồn lực tiềm năng nội tại của đất nước chúng ta. Chúng ta dựa trên cái nguồn nhân lực mà hiện nay trước các trường đại học chúng ta đã đào tạo, và thực tế là chúng ta đang đào tạo và có tiềm năng như vậy. Mà Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo là sẽ đầu tư một số trung tâm khoa học công nghệ để phục vụ cho công tác nghiên cứu cơ bản cho các trường tham gia dùng chung. Một số cái trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ được đầu tư để có thể tiến hành từ những công đoạn ban đầu có thể làm được cho đến là phát triển cái khâu nghiên cứu cơ bản để có thể làm chủ được các bước sau. Và những cái đầu tư này rất lớn. Không chỉ thiếu nhân lực mà thiếu điện cũng là trăn trở của đại biểu. Thực tế cho thấy thiếu điện là yếu tố gây trở ngại lớn cho thu hút đầu tư nước ngoài. Trong đó có dự án công nghệ cao, chip bán dẫn là ngành có nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn. Xin Phó Thủ tướng cho biết thực trạng của việc cung ứng điện phục vụ sản xuất hiện nay, trong đó có việc phục vụ các dự án tiềm năng này. Thực trạng đó đã ảnh hưởng như thế nào đến các cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua? Quy hoạch điện 8 hiện nay đang được ngành điện triển khai như thế nào? Có những khó khăn gì và chỉ đạo giải pháp của Chính phủ trong thời gian tới? Chúng ta quan tâm đến triển khai các cái công trình dự án liên quan đến nguồn điện, hay là tháo gỡ các dự án đang vướng mắc hiện nay về cơ chế chính sách để đầu tư. Vấn đề thứ ba là chúng ta đã giải quyết cái khâu phân phối điện thông qua là xây dựng cái đường dây 500 mạch 3 với một cái thời gian rất là thần tốc, khoảng cuối tháng 6 này thành công. Thì như vậy là cái vấn đề mà điều tiết cái điện giữa các vùng miền là sẽ giải quyết được ở một mức trong một số năm. Và đồng thời thì cũng theo Phó Thủ tướng, ngoài đa dạng các nguồn điện, Chính phủ cũng đang đẩy nhanh việc ban hành nghị định cơ chế mua bán trực tiếp với nguồn cung ứng là các nhà máy năng lượng gió, mặt trời, và nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, tự sản, tự tiêu. Với các biện pháp tổng thể đó, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng điện đủ, an toàn và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.